bao nhiêu trẻ em Việt Nam học giỏi, bao nhiêu nhà khoa học gia Việt Nam vân vân, họ khó khăn họ vươn lên như vậy. Vào trong khi mà mới tới Mỹ, đi vào vào trong đại học này, đi làm cái việc là lau chùi quét dọn ở trong trong cafeteria đó, tức là công việc trường họ tạo đấy, công việc cho những học sinh nghèo, sinh viên nghèo làm. Và tiếng Anh thì không biết, mà mình thì lớn ngớ vô đó, mà những đứa trẻ trong đó nó thấy có một cái, nó ngạc nhiên, nó một thời gian ngắn nó ngạc nhiên, nó bảo ủa tại sao cái thằng nhỏ mà trông rất là xấu xí mà tiếng Anh thì không biết, nó trông khờ khờ giống như cái thằng đần đó. Mà toán mình làm không ra mà nó chỉ vanh vách, mà nó chỉ dần dần mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa nhỏ Mỹ mà nó học sinh viên Mỹ, nó mang bài nó ra cafeteria, nó ngồi nó vừa ăn nó vừa làm, nó phát giác là một cái thiên tài. Tức là cái thằng bé khờ khờ này, trông người trông không giống ai mà nói tiếng Anh không biết tiếng Anh ấy, mà nó toán còn giỏi các thầy nữa. Bởi vì cái thằng bé đó là ông bạn tôi cách đây mấy chục năm, và ông đó là ông học trung học ở Việt Nam, cũng chỉ là một học học sinh bình thường ở Việt Nam thôi, sang Mỹ không biết tiếng Anh. Và cuối cùng thì các bạn biết sao, cuối cùng thì cái anh đó, anh ấy được nhà trường nó phát giác ra là anh giỏi quá như vậy, thì họ giúp để cho anh ra được học, ra được kỹ sư. Và sau cùng thì anh ấy làm kỹ sư cho hãng Lockheed, kỹ sư cho Lockheed. Và anh đó là một trong những tác giả của một bộ phận trong cái máy bay F-15, là máy bay mà tối tân cách đây mấy chục năm, F-15 của Mỹ đó, lúc đó là máy bay tiên tiến trên thế giới đó. Anh ấy đã chế ra một bộ phận ở trong cái máy bay đó. Và khi mà anh đi thuyết trình với Bộ Quốc phòng để mà bán hãng, nó đưa đi thuyết trình ở hãng cho bán cho Bộ Quốc phòng cái máy đó đấy, thì anh ấy đi thuyết trình nhưng mà anh không nói được tiếng Anh, thì ông sếp của anh là người Mỹ đi ra thuyết trình, xong đợi có cái gì hỏi các quan chức có cái gì hỏi hỏi cái ông sếp đó, thì ông sếp đó dịch, ông sếp nó nói tiếng Anh thì anh hiểu, còn người khác nói tiếng Anh thì anh không hiểu, dịch cho anh để anh ấy trả lời. Các bạn thấy không? Cái trí tuệ của mình đấy, tôi trong hàng ngàn thí dụ thôi các bạn, mà tôi được chứng kiến như vậy đó, để cho tôi ý thức được một điều là Việt Nam mình đang ngồi ở trên một cái mỏ, cái đó là mỏ chất xám. Và vấn đề là những người như 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 chị Hằng này, chị Hà này, những người như thầy Thái ở đây, những người như Mai, những người như bao nhiêu cô giáo, thầy cô giáo đang ngồi nghe cái này này, chúng ta làm thế nào để mà Việt Nam mình khai thác được cái mỏ đó, có nghĩa là chúng ta thay đổi như thế nào để cho cái nền văn hóa này nó hỗ trợ, để cho các cháu nó không bị bỏ vào trong một cái box, một cái hộp cứng nhắc, làm cái gì cũng phải theo cái khuôn khổ đó, làm một cái bài văn là phải đúng như cô dạy này, này. Làm cái bài toán là phải giải đúng theo cách thầy như này, nhưng mà phải lấy nó ra khỏi cái box đó các bạn, giải phóng tư tưởng nó để nó có thể phát huy được cái mức cao nhất mà trời đã ban cho dân tộc Việt Nam mình. Thì đấy là cái nhận xét của tôi, bởi vậy tôi đánh giá rất là cao các cái vai trò của những người như là cô Hà hay là cô Mai ở đây, hay là thầy Thái, đã khai mở ra được một cái này để cho tạo điều kiện để cho trí tuệ trẻ Việt Nam vươn lên. Thì nếu mà chúng ta đạt được cái điều đó đó các bạn, nghĩa là chúng ta làm sao để mà gỡ được những cái mà nó chưa phù hợp, nó không còn phù hợp nữa của văn hóa mình, thí dụ như là những cái gọi là gia trưởng chẳng hạn. Gia trưởng là gì? Gia trưởng tức là cái người không có khả năng giải quyết vấn đề cho nên mới là gia trưởng. Chứ nếu mà cái người được dạy dỗ cái cách giải quyết vấn đề đó, biết nghe, biết tìm hiểu, biết tôn trọng thì họ không gia trưởng. Bao nhiêu ông bố Việt Nam, có phải ông nào cũng gia trưởng đâu. Phải không các bạn? Có rất nhiều ông bố Việt Nam rất là làm bố lý tưởng đó, tức là cũng biết cách khuyến khích con cái, tôn trọng con cái, chứ đâu phải ông nào cũng gia trưởng đâu. Thế nhưng mà vẫn còn cái mô hình gia trưởng ở đây, vẫn còn cái mô hình là ông bà là có quyền đối với con cháu, vẫn còn những cái mô hình mà đè một thành phần nào đó ở trong đó, thí dụ như con gái thì không được bằng con trai, thí dụ như vậy, con gái mà cần gì phải học cao như vậy, hay là trong gia đình thì cái ưu tiên cho đứa con trai nhiều hơn đứa con gái, vân vân. Tất cả những cái đó nó núp ở trong một cái văn hóa các bạn, nó núp ở trong cái vỏ nó gọi là vỏ văn hóa, mà nó cần những người như chúng ta cần gỡ gỡ nó ra. Gỡ làm sao? Gỡ nhẹ, đừng có mít lòng ai hết cả, nhưng mà mình gỡ nó là từ từ, mình thuyết phục người ta để người ta bỏ cái đó đi, mình thuyết phục những ông bố gia trưởng để ông nhận thấy là ông gia trưởng là bởi vì ông dở, tóm tắt là vì ông dở cho nên ông gia trưởng. Bởi vì cái mà quát nạt là tiếng Anh gọi là quick fix rồi đó các bạn, quick fix tức là quát mấy cái để mà làm cái này, tao là bố, cái đó không phải là cách giải quyết vấn đề, cái đó là giải nói đây là mình nói một cách, nếu mà mình nói một cách huỵch toẹt đã, thì đây là cách giải quyết của người thiếu hiểu biết các bạn, chứ không phải là cách giải quyết khôn ngoan của người hiểu biết. Cái người giải quyết của người hiểu biết là nghe xem cái người mà cùng tham gia cái vấn đề này của mình họ nghĩ cái gì cái đó, chứ mình không phải lúc nào mình cũng đúng. Cho nên cái người mà biết mở ra, biết nghe là người sẽ phát triển mãi mãi.
Còn cái người không biết nghe mà áp đặt người khác lấy quyền mình là bố, quyền mình là ông vân vân, thì cái người đó là cái mô hình đó nó lỗi thời, nó không tốt. Đấy là những nhận xét vắn tắt của tôi như vậy. Tôi nghĩ là cái đề tài nó lớn đó, có thể mình sẽ phải, tôi cũng rất muốn nghe thêm những cái ý kiến của những người ở trong trong audience với lại những cái câu hỏi trực tiếp đó, thì như vậy nó đi vào cụ thể hơn. Giờ xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ, cảm ơn cái phần chia sẻ của thầy. Trong buổi Zoom ngày hôm nay thì em cũng đã thấy là có hai vợ chồng, anh Trương Văn Tị ạ, anh chị đã rất là chăm chú theo dõi từ đầu chương trình đến giờ ạ, vâng. Và rất là muốn được mời anh chị có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ hoặc là có thể đặt câu hỏi đối với cả thầy Tuấn về cái chuyện chủ đề này được không ạ? Em xin mời anh chị. Dạ, chào cả nhà, nghe rõ không ạ? Vâng. Dạ. Nghe rõ chưa cô Mai ạ? Dạ rồi ạ. Dạ vâng, em mời anh chị ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy Tuấn, cô Thanh Hà, cô Mai và đặc biệt cũng là biết ơn thầy Công Thái đã tạo ra một cái trường đại học cuộc đời mỗi buổi sớm mai thức dậy. Ở đây thì em dạy em học được rất là nhiều nhiều điều. Thật ra là bản thân em á thì xưa là cũng rất là tiêu cực trong vấn đề dạy con. Nhưng mà mỗi sáng á thì dạy được học được tưới tắm cho mình rất là nhiều kiến thức bổ ích. Và đặc biệt sáng nay á thì rất là biết ơn thầy Tuấn, cô Thanh Hà đã chia sẻ những điều mà bản thân tôi đã thấy mình là sai rất là nhiều. Và học sáng nay tôi học rất là nhiều, bản thân tôi vẫn là còn rất là xúc động vì những điều mình đã làm sai trong quá khứ với con cái mình. Thì đấy, thì tôi nói chung là giờ bản thân mình là thực sự là hôm nay là rất là biết ơn thầy Công Thái, cô Thanh Hà đã cho những cái mình ngộ ra những cái vấn đề trong quá khứ mà mình đã làm. Và bản thân tôi cũng đang từng bước hàng ngày hoàn thiện chính mình. Đặc biệt là mỗi sớm mai thức dậy, tôi sáng nào cũng thức dậy để nghe. Thì nói chung là rất nhiều chủ đề, kể cả công việc, những trong công việc mà mình dạy con cái mà mình còn áp dụng vô thực tế cuộc sống của mình, trong cuộc sống vợ chồng mình, kể cả trong công việc hàng ngày, kể cả cơ quan, kể cả xã hội cũng vậy. Đây là rất, tôi rất là biết ơn thầy Nguyễn Công Thái đã tạo một cái cộng đồng SE này rất là tuyệt vời, để mọi người chúng ta mỗi thứ mai chúng ta có thể học được những kiến thức rất bổ ích. Đây xứng đáng đúng là một trường đại cuộc đời, chưa bao giờ tôi được ngồi để nghe bao giờ hết. Và nói chung thì để mà nói thêm thì thôi, để tôi xin biết ơn người vợ thân yêu tôi, người đã luôn đồng đã luôn thay đổi cái mọi cái vấn đề mà trong vấn đề bế tắc, trong vấn đề dạy con cái cũng như là mọi vấn đề trong xã hội ấy, thì hôm nay có thể là để nhường cái lời mà sâu sắc hơn để cho vợ tôi sẽ chia sẻ với cả nhà, thì tôi sẽ thấy là sẽ đầy đủ hơn. Tôi biết ơn người vợ thân yêu của tôi đã tạo ra môi trường và thay đổi tôi hàng ngày. Vâng, xin cả nhà có thể nghe vợ tôi chia sẻ vài điều ạ. Dạ vâng ạ, xin mời chị Thảo có thể chia sẻ một đôi phút ạ. Vâng. Dạ. Xin mời chị. Em đang rất là xúc động ạ. Đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Em chào thầy Tuấn, chào cô Thanh Hà, chào cô Mai. Và đặc biệt là cảm ơn thầy Thái đã tạo ra cộng đồng này. Thật sự rất là biết ơn luôn ạ. Và ngày hôm nay thật sự là để chồng mà nói trước rất là nhiều người như thế này không phải dễ dàng. Bởi vì cũng có thể nói là anh cũng theo mô típ là trong gia đình là người đàn ông gia trưởng ạ. Nhưng mà ngày hôm nay từ tới đến giờ anh vẫn ngồi nghe được những cái chương trình vào mỗi buổi sáng như thế này, một sự thay đổi rất là nhiều, rất là lớn. Thật sự là em xin được phép là chia sẻ một chút là con đường của em. Em cũng hiện bây giờ em cũng là người đồng hành cùng với cô Lê Thị Thanh Hà. Và cái thời gian đầu em cũng là một giáo viên, cũng đã từng bế tắc trong việc dạy con. Em có ba đứa con nhỏ và các con đã từng đánh nhau, cắn nhau đến chảy máu, rách da, rách thịt và không nghe lời bố mẹ. Và em loay hoay với cái con đường đó. Và ngay cả với học sinh của mình cũng vậy. Học sinh của em bị bố mẹ đánh mắng và thậm chí có người bố mà dùng roi nhãn đánh con rách da, chảy máu. Và nhiều bố mẹ đến với cô giáo hỏi là cô Thảo ơi, làm thế nào để thay đổi được các con, làm thế nào để các con nghe lời. Và ngay trong trường hợp ở sát bên trong của tôi có một trường hợp cách đây cách đây tầm cỡ 2 tháng là con của một người bạn đã nhảy sông tự tử vì lý do là
một cái lời nói của bố mẹ, sao mày ngu thế, sao mày ngu như bò. Và buổi sáng hôm đó em đi học, và trưa hôm đó là em không về nhà, và 3 ngày sau đã vớt em ở dưới sông. Và cái nỗi đau đó mà em cảm thấy là em nhìn lại cái hành trình của mình, em đã từng sai. Tức là sai là mình đã dùng cái quyền lực của mình để áp đặt con, để la mắng con, để so sánh con với người khác. Chưa bao giờ mình nghe tiếng nói của con, mà mình chỉ dùng cái quyền lực thôi ạ. Và khi mà em gặp cô Hà năm 2016 thì thật sự là vỡ òa. Và em và cô Hà đã cùng nhau hành trình từ năm 2016. Và biết ơn thật nhiều, đó là người cô đã thay đổi cái cuộc đời. Đó là cô Thanh Hà. Và người thứ hai đó là chính là cô Khánh Ngọc. Chính trong chương trình Sứ mệnh người thầy của cô Khánh Ngọc đã làm thay đổi hai vợ chồng em. Hai vợ chồng em. Mặc dù chồng làm bên VMBT không liên quan gì đến giáo dục, nhưng anh đã học hết hai chương trình Sứ mệnh người thầy và dạy học tích cực của cô Khánh Ngọc, và anh đã áp dụng được rất nhiều trong cuộc sống và trong cái việc làm của anh. Và ngày hôm nay em được xin phép được chia sẻ là vì sao mà bây giờ gia đình em được thay đổi từ sau khi mà đồng hành cùng với cô Hà. Chúng em đã đi học những cái khóa học để thay đổi bản thân mình, và đặc biệt em về áp dụng con. Cái việc mà đầu tiên là em đã ngừng la mắng con, và em đã quay trở về, em ngồi trước mặt con và xin lỗi con. Cái điều đầu tiên em đã cầm cái chiếc roi mà em đã từng đánh con từng đánh con. Sau đó là em ngồi trước mặt ba con và nói: các con, ngày hôm nay mẹ ngồi trước mặt ba con, mẹ thật sự rất là xin lỗi. Bởi vì lâu nay mẹ đã làm sai cách, mẹ đã đánh con, các con, mắng các con. Và mẹ hứa từ hôm nay trở đi mẹ không bao giờ cầm chiếc roi này để đánh các con nữa. Và ba đứa con thật sự là ngước lên nhìn thấy rất là lẫm, lần đầu tiên mẹ nói như vậy, cảm thấy rất là lạ. Và khi mà ngồi trước mặt xin lỗi các con như vậy thì nó giống như một cái lời thề. Mỗi lần em tức giận lên, em chuẩn bị cầm lấy cái roi để đánh con á, thì bắt đầu giống như nhớ đến cái lời nói hôm đó trước mặt các con, nó giống như một lời thề. Và em đã hạ tay xuống, và từ đó là em đã không còn đánh mắng con nữa. Và điều đặc biệt hơn, cái thiếu ở đây của bố mẹ là em nhìn lại chính bản thân mình. Đó là bình thường chúng ta cứ thường hay la mắng áp đặt con để con ngoan. Nhưng mà cái con cần đó là tình yêu thương, sự tôn trọng. Và cái mà em rất là tâm đắc và rất là cảm ơn thầy Thái vẫn luôn nói mỗi ngày một. Đó là ba yêu các con, ba mẹ yêu các con, ba mẹ tin con, ba mẹ tôn trọng con và ba mẹ đồng hành cùng con. Đây là cái điều mà em rất là cảm ơn thầy Thái đã nhắc nhở em mỗi ngày. Và chính cái điều này đã bây giờ những đứa con của em mỗi một ngày, mỗi một buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, dù gặp ba mẹ ở đâu cũng ôm hôn ba mẹ, mà điều đó trước kia chưa bao giờ có. Ôm hôn mỗi ngày. Và đặc biệt hơn là các con cũng có sự thay đổi, có trách nhiệm trong công việc gia đình. Cái quan trọng là em cho các con được trải nghiệm. Bởi vì lâu nay các con thiếu tự tin là bởi vì mình áp đặt so sánh, không ghi nhận các con, nên các con thu người lại, đặc biệt là không cho con trải nghiệm. Và em bây giờ mặc dù con còn nhỏ, nhưng em cho làm tất cả mọi việc trong gia đình giống như một người mà gọi là có trách nhiệm với gia đình. Vì ba mẹ cũng đi làm, các con cũng sống trong gia đình này, các con cũng phải có trách nhiệm ấy. Và khi chia sẻ điều này với các bố mẹ thì bố mẹ khi các bố mẹ khác áp dụng thì rất là hiệu quả. Và điều tuyệt vời hơn nữa là có những cái chương trình mà để cho buổi sáng các con bây giờ, dù con còn nhỏ nhưng 4:30 sáng vẫn dậy ngồi học một chương trình khác Vẫn 4:30 dậy hàng ngày tự học một mình, còn ba mẹ học chương trình của ba mẹ. Đó là điều tuyệt vời nhất. Và thật sự ngày hôm nay em cảm ơn thầy Thái, cảm ơn thầy Tuấn, cô Thanh Hà và cô Mai đã tạo ra một cái chương trình thật sự rất là giá trị. Và em tin là em cũng sẽ là người đồng hành cùng với tất cả các thầy cô, và để có thể hỗ trợ cho tất cả các gia đình có thể là có một cuộc sống hạnh phúc, mối quan hệ ngày càng trở nên gắn kết với nhau hơn. Thật sự là hôm nay em vô cùng xúc động mà nói đó. Thật sự chỉ muốn khóc nhiều thôi mà. Và muốn dành một cái ôm cho thầy Tuấn, cho cô Mai, cho cô Thanh Hà và thầy Công Thái ở tại đây, và cô Khánh Ngọc nữa ạ. Cảm ơn chương trình mình rất là nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới anh Tị và chị Thảo ạ. Thực sự là những cái chia sẻ rất là
tận đáy lòng của anh chị cũng khiến cho em cũng như là chắc là hẳn là tất cả các anh chị thầy cô ở đây rất là cảm động. Có lẽ đấy là một cái quá trình chuyển đổi ạ. Vâng, thật sự là không dễ dàng. Và qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng là dù là bố mẹ của chúng ta đều rất là yêu thương con và đều rất là mong muốn rằng là có được những cái cách thức để có thể hỗ trợ cho con mình một cách nó hiệu quả. Tuy nhiên không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể làm được nếu mà chứ như chúng ta không có cái sự đồng hành hiệu quả của từ phía bên ngoài. Ở đây thì anh chị và chị Thảo cũng có nhắc đến cô Hà, nhắc đến cô Khánh Ngọc là những người mà đã xuất hiện trên cái con đường đồng hành của anh chị với các con để có thể chia sẻ với các anh chị, để có chia sẻ thức tỉnh giúp các anh chị có thể tìm ra được những cái công cụ, những cách thức mới. Nhưng mà cũng phải thật sự là phải biết ơn anh chị đã tin tưởng và cũng rất là kiên trì để có thể được đồng hành. Và anh chị cũng có nhắc đến SE như là một cái môi trường để cho chúng ta rèn giũa mỗi ngày. Và thực sự rằng là không chỉ anh chị, không chỉ là em và tất cả các thầy cô, các anh chị ở đây khi mà chúng ta cùng hiện diện trên Zoom sáng này, khi mà chúng ta đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn để chúng ta dậy từ 4:30 để chúng ta cùng ngồi lại, chúng ta cùng lắng nghe những cái chia sẻ để chúng ta cùng nâng cái tầm hiểu biết của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể biết cách yêu thương con cái của chúng ta một cách nó đúng đắn hơn. Rất là biết ơn anh Tị và chị Thảo. Và trong quá trình mà anh chị chia sẻ thì đã cũng có rất là nhiều lời chúc của các anh chị, tất cả các anh chị trong cộng đồng tới gia đình anh chị, là chúc cho anh chị luôn hạnh phúc và chúc cho các anh chị cùng các con là luôn luôn có được những mối quan hệ rất là tuyệt vời như bây giờ ạ. Xin cảm ơn hai anh chị. Và có một cánh tay đã được giơ lên từ bạn Lê Dương Thể Hạnh ạ. Vâng, và Lê Dương Thể Hạnh thì đã có ba cái buổi chia sẻ đối với chúng ta trong buổi sáng thứ bảy về cái câu chuyện của bạn, về cái cách thức mà bạn đã vượt qua cái nghịch cảnh như thế nào, về cái sức mạnh của tình yêu thương, sức mạnh của tình của sự tha thứ và cái cách mà chúng ta làm thế nào để chúng ta rèn giũa chúng ta trở thành kim cương. Và hôm nay thì trong cái chủ đề về giao tiếp trong gia đình thì tôi rất là muốn được lắng nghe một tôi cũng như là rất là nhiều các anh chị ở đây cũng rất là muốn được lắng nghe Thể Hạnh có thể chia sẻ là đằng sau những cái sự nỗ lực của em mà mọi người có thể nhìn thấy được thì đằng sau đó chắc hẳn đó là cái sự hỗ trợ, cái tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Em cũng đã chia sẻ với mọi người rằng là cha mẹ của em là những người thật là tuyệt vời, đã người là hỗ trợ cho em, đã người tái sinh ra em 2 lần để có thể giúp cho em có được như ngày hôm nay. Thì thực sự rằng là rất là muốn cộng đồng, rất là muốn được lắng nghe cách mà cha mẹ em đã hỗ trợ cho em như thế nào để em có thể đương đầu, để em có thể tự tin đương đầu với những cái nghịch cảnh mà nó rất là khắc nghiệt như vậy. Xin được mời Lê Dương Thể Hạnh ạ. Hạnh ơi, Hạnh có nghe thấy chị nói không? Hạnh mở mic nha. Xin mời Hạnh ạ. Cả nhà nghe Hạnh nói cho tôi. Ok, nghe rõ rồi em. Dạ, em xin kính chào thầy Trần Đình Tuấn. Em chào cô Thanh Hà. Em chào cô giáo xinh đẹp, cô giáo trẻ Thanh Mai. Và trên hết là em kính chào thầy Nguyễn Công Thái và tất cả các bạn đang trong cộng đồng của mình sáng hôm nay. Thật sự mà nói Hạnh rất là vinh hạnh khi được chị Mai đặt hàng để nói về câu chuyện mà Hạnh đã vượt lên như thế nào và ba mẹ Hạnh đã hậu thuẫn Hạnh như thế nào trong quá trình vượt lên số phận và chấp nhận bóng tối như hiện nay. Thì trước khi đi vào câu chuyện của mình thì Hạnh xin kể cho tất cả mọi người nghe một câu chuyện. Là như thế này, có 2 gia đình. Một gia đình rất giàu và một gia đình nghèo ở bên một con sông. Thì cả 2 gia đình này đều có 2 cậu con trai. Cả 2 gia đình đều có 1 cậu con trai. Tuổi là tuổi tin. Cho nên là hai ông bố tập cho cậu bơi qua sông. Thì với ông bố nhà giàu thì lúc nào cũng nghe con mình kêu mệt cái là nhảy xuống đỡ con qua sông. Nhưng mà ông bố nhà nghèo thì để con mình tự bơi qua sông và lặng lẽ đi theo sau để hỗ trợ. Thì chiến tranh xảy ra. Cậu nhóc, con nhà giàu thì chỉ bơi đến giữa dòng và đuối sức và bị cuốn theo dòng nước.
Còn cậu bé con nhà nghèo thì có thể tự một mình bơi được qua bên bờ bên kia và thoát kiếp. Thì từ câu chuyện này Hạnh muốn nói với tất cả mọi người rằng hãy để con tự tự bưng đối diện với khó khăn và tự vượt qua những điều đó và kết quả sẽ đến rất diệu kỳ. Cha mẹ hãy mạnh mẽ lên, hãy buông tay để con mình tự đứng trên đôi chân của mình. Và với hoàn cảnh của Hạnh cũng tương tự như vậy. Những tháng năm đầu Hạnh không thể làm gì được cho mình, khoảng chừng 2 năm đầu thì buộc lúc đó Hạnh phải để cho ba mẹ phục vụ từ áo tới dép, ngay cả việc tắm rửa của mình cũng phải có người hỗ trợ. Nhưng mà tiếp theo sau đó thì trời đã không phụ lòng người, sau những cái tháng năm miệt mài tập luyện thì cuối cùng Hạnh cũng tự đứng lên được và Hạnh tự tắm rửa cho mình. Cho tới giờ thì mỗi ngày Hạnh vẫn duy trì cái việc tập thể dục của mình hàng ngày. Thì Hạnh muốn nói với các bạn gì, những người thân yêu quanh mình có thương mình, yêu thương mình, hỗ trợ mình đến mức độ nào đi chăng nữa thì cuối cùng người quyết định số phận của mình, người quyết định cuộc đời mình vẫn là chính mình. Vì vậy là Hạnh mong các cha mẹ hãy mạnh mẽ buông tay của mình để con mình đứng được trên đôi chân của mình. Đây là một cái văn hóa, nét văn hóa mà nổi bật của người Nhật. Và khi Hạnh may mắn được học tập và làm việc với người Nhật hơn 10 năm trong ánh sáng thì Hạnh đã học tập được cái lối sống này của người người Nhật, là họ, họ rất kiên nhẫn và họ có ý thức sống tự lập rất cao. Bởi vậy Hạnh mong muốn là câu chuyện vượt lên số phận của Hạnh sẽ phần nào đóng góp cho quý phụ huynh ngồi đây định hình được cho mình là chỉ con mới có thể quyết định được cuộc đời con. Con hãy cố gắng đứng trên đôi chân của mình. Ba mẹ chỉ ở bên cạnh hỗ trợ những gì con muốn làm. Ba mẹ hết sức ủng hộ con. Như thầy Thái vẫn nói là lúc nãy cô giáo xinh đẹp, cô giáo xinh đẹp Thảo đã chia sẻ là mẹ yêu con, mẹ tin con, mẹ ủng hộ con và mẹ sẽ đồng hành cùng con. Hạnh mong là tất cả mọi người ngồi đây để nuôi dưỡng cái suy nghĩ này và áp dụng vào cuộc sống của mình. Hạnh xin hết. Hạnh xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả quý thầy cô đã đem tấm chân tình của mình đến đây với cộng đồng SE. Vâng, xin được cảm ơn Lê Dương Thể Hạnh ạ. Vâng, cảm ơn em lại thường em lại bắt đầu bằng những câu chuyện ạ, và những cái câu chuyện của em thật sự là rất là cảm động và mang cái tính ẩn dụ sâu sắc để cho mọi người có thể hiểu được những cái thông điệp ở trong đó. Và thưa các anh chị thầy cô, bây giờ đã là 6:30 rồi ạ. Vâng, và phòng Zoom của chúng ta vẫn còn 1.600 người ạ. Thực sự là chúng tôi cảm thấy rất là xúc động khi mà những cái chương trình của SE vào những cái buổi Zoom sáng như thế này luôn luôn thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều các anh chị, và rất là nhiều các anh chị đã có đặt câu hỏi là vậy thì cái buổi ngày hôm nay với những cái thông tin mà rất là hữu ích như thế này thì có ở trên một cái trang Facebook không? Thì cái chương trình này có được livestream trên Facebook và các anh chị có thể vào fanpage của Startup Education để có thể chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích như thế này đến các đồng nghiệp, đến bạn bè và người thân của mình để mọi người có thể cùng được học hỏi những giá trị, học hỏi những cái kiến thức này ạ. Và hôm nay thì với chủ đề là giao tiếp trong gia đình, trong chuỗi chủ đề lớn là xây dựng gia đình lành mạnh của thầy Trần Đình Tuấn đã đem đến rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích cho chúng ta, và đặc biệt là hôm nay đó là cái sự chia sẻ của rất là nhiều những người đang hỗ trợ cho các gia đình, những hỗ trợ cho các gia đình cũng như là những cái câu chuyện chân thực về quá trình chuyển đổi của những gia đình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái chuỗi chủ đề tiếp theo về gia đình của chúng ta thì vẫn tiếp tục thu hút được sự chú ý của các thầy cô, sự quan tâm của các thầy cô trong các buổi sáng thứ hai. Xin phép là được gửi lời biết ơn của cả cộng đồng đến thầy Trần Đình Tuấn ạ. Biết ơn thầy từ nửa vòng trái đất xa xôi thì thầy vẫn rất là luôn luôn quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam, luôn luôn quan tâm đến nền công tác xã hội của Việt Nam và khát khao để có thể được đóng góp sức của mình vào cho những cái hạnh phúc của tất cả các gia đình, hạnh phúc của mọi người ạ. Em xin được biết ơn thầy và biết ơn tất cả, biết ơn cô Thanh Hà, biết ơn anh Tị, chị Thảo, biết ơn bạn Lê Dương Thể Hạnh đã có những cái chia sẻ ngày hôm nay.
và những cái câu hỏi, những cái cánh tay được giơ lên của các thầy cô, các anh chị thì xin phép là được chuyển vào những cái buổi hôm sau ạ. Vâng, và em xin được chào các thầy cô và xin gửi lại sân khấu này cho thầy Thái ạ. Em xin kính mời thầy. Dạ, em đại diện cho cộng đồng biết ơn thầy Trần Đình Tuấn rất là nhiều ạ, và biết ơn tất cả chị em. Nghe cái chia sẻ của hai vợ chồng anh Tị thì gần như là nó đủ vốn đầu tư của mình đối với Stabilization rồi. Đó là cái mong ước rất là lớn của Thái khi mà xây dựng nên cái Stabilization, cái trắc ẩn rất là lớn đối với giáo dục để kiến tạo nên những cái lớp học hạnh phúc, những ngôi trường hạnh phúc. Đó là một cái niềm mà trắc ẩn 22 năm. Còn gia đình thì đó là cái điều lại là quan trọng tuyệt vời rồi. Gia đình là số 1 anh chị em, gia đình là số 1. Tại vì hơn ai hết Thái trải qua rất nhiều sóng gió trong quá trình lập nghiệp, từ một thầy giáo nghèo trở thành một doanh nhân. Nó trải qua thăng trầm rất lớn, trong đó có câu chuyện của gia đình. Và đứng trên bờ vực của gia đình ly tán, đứng trên bờ vực trong cái hành trình mình đi suốt như vậy, thì đứng trên bờ vực mà gia đình mình sắp sửa tan vỡ, thì khi mà mình giật mình nhìn thấy cái gì là quan trọng nhất, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, sự nghiệp hay là gia đình, thì cuối cùng mình thấy rằng là ô, mình là người luôn luôn yêu thương vợ con, luôn luôn là chăm sóc vợ con, luôn luôn có trách nhiệm với gia đình, mà tại sao để cái câu chuyện như vậy. Và mình giật mình hoảng hốt, và cuối cùng mình quay về thực sự mình dẹp hẳn cái tôi của mình luôn. Tại vì mình là người từ nhỏ đến lớn là sống trong một cái gia đình mà thầy Thái là con trai đầu, cho nên bố mẹ là nghèo làm nông, mà mình dẫn dắt toàn bộ anh em trong gia đình, là mình gần như là người chi phối gia đình. Nói đúng hơn là mình là người quyết đoán, độc đoán đấy. Và khi mà lấy vợ cũng vậy luôn anh chị em. Lấy vợ là mình luôn luôn cái gì thầy Thái quyết, cái gì tôi đã quyết là không ai cản được hết. Cái gì tôi đã quyết là không ai cản. Và anh chị em thấy tôi làm việc cũng vậy đấy. Cho nên khi mà mình giật mình, ồ, cái mình quyết có khi là vợ mình không có thích. Vợ mình đâu cần nhiều tiền đâu. Thật sự như vậy. Mình đi như vậy mang rất nhiều tiền về nhà, xây tòa nhà nọ, tòa nhà kia, xây trường, xây nhà. Nhưng vợ mình không cần tiền. Vợ mình cần mình quan tâm, vợ mình cần mình ở nhà, vợ mình cần mình đồng hành cùng với hai đứa con, chứ vợ mình không cần tiền. Cho nên là cuối cùng mình giật mình quay về nhà, và đúng nghĩa luôn á, dẹp hết cái tôi của mình, dẹp hết mọi thứ để quay về bên vợ, bên con. Và bốn cái từ mà tôi hay luôn luôn nói với anh chị em, đối với vợ cũng vậy: anh yêu em, anh tin em, anh tôn trọng tuyệt đối em, và anh sẽ đồng hành cùng với em. Với con cũng vậy, và trong giáo dục cũng vậy. Cho nên bốn cái điều này thì tôi đã áp dụng thành công trong cái câu chuyện mà tiền nhiều để làm gì đấy. Tiền nhiều để làm gì khi gia đình mình không ổn. Và tôi quay về thì 3 năm nay thì thực sự rất là hạnh phúc, đong đầy lắm. Và khi mà gia đình mình được hạnh phúc, gia đình mình được đong đầy rồi, thì những cơ hội khác nó lớn hơn đến với mình rất là nhiều anh chị em. Cho nên thực sự gia đình là số 1. Và cái chủ đề ngày hôm nay anh chị em cũng thấy là tôi tâm huyết đặt hai cái chủ đề rất lớn trong cộng đồng của mình. Ngoài kinh doanh, ngoài các thứ để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, tôi quan tâm số 1 đến nền tảng giáo dục anh chị em. Như thầy Tuấn cũng nói là trí tuệ là nguyên khí của quốc gia. Trí tuệ phải là nguyên khí của quốc gia. Và chính xác, trí tuệ là cái mỏ này còn quý hơn kim cương nữa. Đó, kim cương có thể mò được, nhưng trí tuệ quý hơn kim cương đối với đất nước của chúng ta. Bởi vì người dân của Việt Nam là trí tuệ. Nên tôi gửi gắm cái tâm nguyện này đến cho quý thầy cô giáo. Nên chọn cái mạch thầy cô giáo đầu tiên. Và thứ hai, quý anh chị em cũng thấy là tôi rất tâm tư cho câu chuyện gia đình. Một tuần có 2 cái buổi dành cho gia đình đấy. Một tuần dành cho 2 buổi gia đình là thứ hai với thứ tư đấy thầy. Thứ hai là chương trình của thầy là xây dựng gia đình lành mạnh. Còn thứ tư là cô Hồng ở Úc cũng là một chuyên gia về gia đình, dạy về hướng dẫn về nghề làm cha mẹ thuận tự nhiên. Thì hai cái mảnh ghép này thì em thấy nó quá hoàn hảo cho câu chuyện kiến tạo gia đình hạnh phúc ạ. Còn đối với giáo dục thì riêng buổi ngày Chủ nhật liên tục, và liên tục buổi tối liên tục nói đến câu chuyện giáo dục để kiến tạo nên cộng đồng học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Đó là những cái điều mà trăn trở tâm nguyện của mình khi mà thiết kế nên Stabilization. Thì rất là hạnh phúc khi được anh chị em đón nhận nó, và mình cùng với nhau lan tỏa giá trị này. Và tất cả những chương trình buổi sáng được lưu trên kênh YouTube của Stabilization. Anh chị em cứ lên đó lấy đường link và gửi cho người thân của mình nếu họ không có được thức dậy buổi sáng ạ. Một lần nữa biết ơn thầy Trần Đình Tuấn, biết ơn tất cả anh chị em, và trở lại công việc nhé. Bây giờ mình đã trễ rồi. Xin cảm biết ơn thầy rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em sáng ngày mai ạ. Xin chào. Dạ, biết ơn thầy.
Cảm ơn thầy Tuấn rất nhiều ạ. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.